Tiếp tục qua việc anh chị ơi. Căn nhà này 161m sổ hồng riêng, giảm 500 triệu so với lúc trước. Video này là em quay lại lần 3 trên kênh YouTube Hằng Hải Bất Động Sản đấy anh chị nha. Tại vì giảm sâu quá, giá rẻ quá. Và chỗ này vị trí tại phường Đông Hòa, thành phố Di An. Ở chỗ đây anh chị nghĩ sao giờ căn nhà này 161m2, sổ sách giấy tờ đầy đủ, sân thì rộng mà giá là 2 tỷ 750 triệu. Đấy, lúc trước mà nếu mà anh chị nào xem những cái video trước của em á, là trước tiền này là 3 tỷ 250 triệu, xong rồi giảm xuống 2 tỷ 9, đấy giảm xuống 2 tỷ 9, rồi bây giờ lại giảm xuống còn có 2 tỷ 750 triệu thôi. Thì căn nhà này thì em nói với anh chị là mình ở thì rất là đẹp, tại vì sao, nó rộng rãi, không gian nó thoáng, vị trí thì đẹp. Đây là phường Đông Hòa, nghe tới phường Đông Hòa là anh chị biết rồi, nó kế bên ủy ban phường Đông Hòa, ngã ba cây lơn, chợ Đông Hòa đó, quốc lộ 1K, đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường Trần Hưng Đạo, những cái vị trí mà em Hải vừa liệt kê anh chị nhá, từ 300 đến 500 mét thôi. Đấy, nhiều khi không tới 500 mét đâu, xíu nữa lên trên nhà là nhìn thấy cái chợ Đông Hòa luôn, thấy cái chung cư Phúc Đạt là thấy cái chợ Đông Hòa, xíu lên em quay cho anh chị mình xem. Còn chỗ này gần làng đại học anh chị nhá. Cái chỗ chợ Đông Hòa đó chạy theo cái đường Tô Vĩnh Diện băng qua bên kia là làng đại học đó, không tới 1 km, chắc tầm 7 800 mét thôi. Kế bên giáp ranh thành phố Thủ Đức luôn. Thì đây là một căn nhà với diện tích khủng, diện tích lớn, cái sân, điểm cộng là cái sân rộng, sổ sách giấy tờ đầy đủ, tại vì em xưa giờ toàn review bất động sản sổ hồng riêng thôi, em không review sổ chung, anh chị yên tâm nhé. Đấy, thì nhà mình là nhà xây mới 100%, nhà xây mới 100%, nhà một trệt một lầu, điểm cộng là cái sân rộng giống như nãy giờ em có nói với anh chị mình đây này. Đó, thì quay là phải thực tế anh chị nhá. Ở phía trước cái đường nhà mình thì nó là cái hẻm ba gác của anh chị, hẻm bê tông đây này. Đó, cái đường bê tông của anh chị nhá, đây là đường bê tông hẻm ba gác nhá. Đó, em quay luôn để cho anh chị mình cảm nhận được cái đường trước nhà của mình này. Đó, nhưng mà cái đường này nó thông anh chị nhá, nó hẻm ba gác nhưng mà đường thông. Cách đường lớn ra đây này tầm 50-60 mét thôi anh chị nhá, rất là gần. Đấy, nhà mình đây, nhìn từ phía ngoài vào này anh chị thấy không? Đó, nhà xây mới có cổng rào, có cổng rồi có rào tường hai bên luôn. Đó, cái lối vào nhà mình đây. Đấy, đó, sân rộng, với chị thấy rộng rãi không? Sân này mình để xe thì thoải mái, nói chung đường thì ô tô không vào được là một cái điểm yếu, nhưng mà anh chị biết không, điểm cộng là cái sân rộng, với thứ hai nữa là giá rẻ. Ở phường Đông Hòa mà tìm nhà 2 tỷ 750 triệu mà sổ hồng riêng mà 161m, có 115m thổ cư như căn nhà này, thì em vẫn nói với anh chị là nếu mà anh chị nào đi xem nhà xem đất nhiều, anh chị cũng biết không bao giờ có, không có đâu anh chị. Bây giờ có cái sân nhỏ nhỏ nó mình có thể giặt phơi đồ bên đây anh chị nhé. Đó, thì không thể nào có anh chị ạ, kể cả tìm đất cũng không có. Đấy, thì do là cái đường nhỏ nên là chủ cần bán gấp, giảm 2-3 lần. Lúc trước là 3 tỷ 250 triệu, còn bây giờ chỉ có 2 tỷ 750 triệu, là giảm 500 triệu anh chị nhé. Đó, thì đây là thực tế nhất, em có quay video 3 lần rồi. Anh chị nào mà đón xem trên kênh của em Hải, anh chị sẽ biết. Thì ngày hôm nay giá rẻ nên em lại tiếp tục quay, tại vì căn này trên thị trường không có đâu. Thì cũng mong muốn là tìm được anh chị phù hợp để mua ở. Cái này mua ở mà, thí dụ như anh chị là người lớn tuổi là em thấy phù hợp nhất. Tại vì sao ạ? Cái đường trước nhà là hẻm ba gác thôi. Đấy, nên là ô tô không đi được anh chị nhé. Cách đường ô tô thì phải tầm 50-70m đến 100m. Đó, nhưng mà cái đường trước nhà mình là hẻm thông đấy. Đấy, thì nó chỉ có điểm yếu là đường hẻm ba gác thôi, còn ngoài ra thì nó là ok, vị trí đẹp, diện tích lớn, sổ sách đầy đủ, pháp lý chuẩn chỉ. Đấy, nhà thì tại Đông Hòa thì anh chị biết rồi, phường Đông Hòa mà giờ tìm một lô đất đường ô tô, đất không nó phải lanh quanh hàng 3 tỷ rồi. Đấy, quý chị nhá, đường ô tô nhá, đất không là nó phải ở cái ngưỡng 3 tỷ rồi. Đất thôi đấy, ở phường Đông Hòa quý chị, đó là giá mặt bằng chung. Còn đây có nhà trệt lầu, nhà xây mới chứ ai ở có phòng ngủ dưới này. Phòng ngủ dưới quý chị. Mà căn này 161m, thực tế nó là 180m anh chị nhá. Còn trên sổ là 161m, còn thực tế là 180m. Đấy, tha hồ mình dùng anh chị nhá. Đây, chỗ đây là cái khu vực để trống ở dưới cầu thang kéo dài sang bên đây nhà. Đó, nhà bếp. Nhà bếp quý chị, bếp mình đây. Nhà vệ sinh dưới đây. Đấy, nhà vệ sinh dưới đây. Còn cái sân sau mà mình giặt phơi đồ đây anh chị đây. Đó, cái sân mà hồi nãy em quay cho anh chị mình ạ. Nhà thì có cửa sổ, nói chung là căn này thoáng, nói chung căn này thì chỉ có chê cái là cái đường ô tô không vào được thôi, vậy thôi, chỉ có vậy thôi, còn ngoài ra là nó rất ok. Ngoài cái vấn đề giá rẻ ra thì công năng nó rất là ok luôn. Nó ở trên lầu đây này có một khu sinh hoạt chung, 2 phòng ngủ, phòng thờ đó, rộng không quý chị. Đây, chỗ này sinh hoạt chung nghĩa là chỗ để trống nha quý chị này. Đây, chỗ trống này, còn phòng thờ mình ở phía trước nha. Đây, phòng ngủ này, thêm 2 cái phòng ngủ này.
Đây, cái lối cầu thang lên đây, em quay cái phòng ngủ này trước đi. Nhà mình có tổng 3 cái phòng ngủ, một cái phòng ngủ dưới anh chị nhá. Một cái phòng ngủ dưới. Đấy, tắt bật đèn lên thì nó sáng ha. Em tắt cái quạt gió. Phòng ngủ số 2 đây. Đây, bật lên sáng anh chị. Đó, phòng ngủ số 2 này anh chị. Ở trên lầu ấy, còn ở dưới một cái là 3 rồi. Nhà vệ sinh mình này. Đây là nhà vệ sinh. Đây là ban công nhỏ. Đấy. Chợ Đông Hòa đứng nhìn thấy này, chung cư Phúc Đạt đó các chị. Anh chị tìm chung cư Phúc Đạt đó, chợ Đông Hòa đó, chỗ đó. Xíu ra ngoài ban công em quay cho. Nhìn thấy luôn. Anh chị muốn đi xem căn nhà này hẹn em ở ủy ban phường Đông Hòa, chợ Đông Hòa, ngã ba cây lớn. Đó, ba vị trí đó đều được hết anh chị nhá. Bất cứ lúc nào anh chị cứ alo trước giúp em khoảng độ 20-30 phút gì đó là đẹp nhất quý chị nhá. Đấy. Là em dẫn anh chị mình đi xem. Còn nếu mà anh chị mà điện gấp quá 5-10 phút thì em nhờ người dẫn xem nhé. Tại vì bên em rất là đông anh em nên là có thể nhờ được. Còn anh chị mong muốn em dẫn đi thì em sẽ chắc chắn là em phải là người dẫn đi. Thì anh chị vui lòng báo trước giúp em loanh quanh khoảng 20-30 phút ha, để em chủ động. Nhiều khi sợ đang kẹt khách ấy. Đây sân trước nhà mình đây. Chợ Đông Hòa đó, chung cư Phúc Đạt đó quý chị. Quốc lộ 1K, ngã ba cây lớn, ủy ban phường Đông Hòa, chợ Đông Hòa. Chỗ tay em Hải, chỗ cái chung cư cao cao đó, chung cư Phúc Đạt đó. Đó, đây ra đó gần nhé, không tới 500m đâu. Đó, rồi. Rất đẹp quý chị, xung quanh đô thị hóa hết rồi. Hàng xóm thân thiện, ok. Giá 2 tỷ 750 triệu, vẫn còn thương lượng. Anh chị nào thấy phù hợp căn nhà này để mình ở, mình đón Tết các kiểu, alo cho em. Em dẫn anh chị đi xem. Còn căn này thì trên thị trường là không có căn thứ hai đâu, dám chắc anh chị mình luôn. Rồi, rất cảm ơn anh chị ạ.